Chào các bạn, trong cái video về smart home ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ với các bạn một cái chủ đề mà cũng có một số bạn hỏi trong những cái video trước của mình. Đó là cách mà chúng ta add một cái thiết bị smart home chạy trên cái nền tảng Tuya vào cái hệ thống nhà Apple HomeKit. Thì ở đây mình có chuẩn bị sẵn một cái công tắc của hãng uh, chạy trên cái nền tảng Tuya này. Đó thì để add một cái thiết bị mà chạy trên cái nền tảng Smart Home Tuya à, lên Apple HomeKit thì như mình biết thì có 3 cách cách đầu tiên mà cũng là dễ nhất đó là chúng ta sẽ sử dụng một cái tài khoản để đăng nhập điều khiển trên cái app mà Tuya à, ở trên Smart Home à, smartphone hoặc là trên máy tính bảng các bạn ấy thông qua một cái plugin ở trên HomeBridge chúng ta sẽ khai báo cái tài khoản đấy vào và nó sẽ điều khiển được ưu điểm của cách này thì đó là dễ dễ làm đấy, nhượng điểm của nó thì thứ nhất đó là cái loại thiết bị hỗ trợ nó ít và thứ hai nữa là là nó phụ thuộc vào mạng internet có nghĩa là nó điều khiển thông qua cái user lên và bắt buộc đó vì vậy là nó bắt buộc phải có một chúng ta phải có một cái đường truyền internet đấy, nếu mà đường truyền internet của chúng ta nó không ổn định hoặc là nó bị ngắt kết nối thì chúng ta không thể nào điều khiển được À, các cái thiết bị tuy à trong nhà chúng ta đó đó là yêu nhược điểm của cách này à, cách thứ hai đó chúng ta sử dụng một cái tài khoản developer cũng thay khai báo thông qua một cái plugin ở trên homebridge thì cách này nó hơn cách thứ nhất đó là nó hỗ trợ nhiều các loại thiết bị hơn tuy nhiên nhược điểm của nó cũng giống như cách thứ nhất thôi đó là chúng ta phải à, có một đường truyền internet ổn định à, nếu mà không có internet nhà mất internet là không thể điều khiển được và thứ hai nữa là À, chúng ta phải có một cái tài khoản developer à, với thời gian dài Đấy, theo mình biết là phải mua để chúng ta có thể sử dụng được đó nó bởi vì cái tài khoản mà miễn phí nó chỉ cho một tháng thôi đó là cách thứ hai thì trong cái video này thì mình sẽ nói hướng dẫn các bạn cái cách thứ ba mà theo mình thấy nó là cách tối ưu nhất hiện tại để chúng ta có thể app được những cái thiết bị mà sử dụng trên cái nền tảng Tuya này vào Apple homekit đó là chúng ta sử dụng local key ưu điểm à, của cái cách này đó là chúng ta à, có thể sử dụng các cái thiết bị à, trên nền tảng tuya này trên Apple HomeKit thông qua mạng LAN tức là thông qua mạng cũng bộ có nghĩa là nếu mà các bạn à, không có đường truyền internet tốt hoặc là kể cả cấp mất internet thì chúng ta vẫn có thể điều khiển được các thiết bị tuya à, này ở trong Apple HomeKit đã dùng Apple HomeKit thì chúng ta phải điều khiển được trong mạng cục bộ đó mới gọi là phát huy được tối ưu được những cái ưu điểm của cái Apple HomeKit thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách add một cái thiết bị chạy trên nền tảng VR và Apple HomeKit đầu tiên là các bạn phải có Bridge đã tất nhiên rồi phải có Home Bridge sau đó thì các bạn hãy search cho mình vào phần plugin mà các bạn search cho mình một cái plugin tên là Homebridge trừ Tuya à. các bạn nhớ suốt đúng như này nhé thì nó sẽ ra nhanh hơn đó và các bạn cài lên cho mình cái plugin đầu tiên này tên là Homebridge Tuya à này Đấy, các bạn cài lên rồi sau khi cài xong thì các bạn cứ cancel cái này đi nhé sau khi cái xong thì bây giờ chúng ta phải khai báo các cái thông số cho cái plugin này. Thì mình sẽ vào cái plugin này vào phần setting. Mình sẽ khai báo thông số ví dụ như bây giờ mình sẽ để môi cho các bạn là cái công tác này nhé. Mình sẽ khai báo cái công tác này là một cái simple line bắp hoặc là socket có nghĩa là là nó tương đương với cái công tác này đấy. Ở phần đây mình sẽ đặt tên cho cái công tác này là tuya line chẳng hạn. Đó, bây giờ hai cái thông số còn lại chúng ta sẽ phải tìm để điền vào đây đầu tiên là cái a id và cái tuya key thì bây giờ để tìm hai cái thông số này của cái công tác này như nào thì các bạn phải vào cái trang web đây trang web uh, iot.tuya.com đây trang web này để chúng ta tạo một cái tài khoản uh, developer uh, nhé Uh, thì cái tài khoản này các bạn có thể là nó không liên quan gì tới cái tài khoản mà tuy a à, mà chúng ta đăng nhập ở trên Smart Home hoặc là trên uh, uh, máy tính bảng nhé Hai cái tài khoản này nó sẽ khác nhau. Thì ở đây mình sẽ tạo một cái tài khoản mới cho các bạn xem. Ở đây mình sẽ tạo khoản tạo một cái tài khoản mới này, nếu mà có rồi thì đăng nhập thôi. Còn nếu không có thì mình sẽ tạo một tài khoản mới. Ví dụ ở đây mình sẽ tạo một cái tài khoản mới này. Đây, bình thường thôi, điền những thông số vào thôi. À, cái này là phải có một chữ viết hoa. Rồi, phần này hoa chúng ta cứ để điền như này thôi, việc tạo tài khoản nó khá là đơn giản. Đó đó, họ sẽ gửi một cái email cái email đến hơi chậm đây chúng ta sẽ có cái verify code chúng ta sẽ điền vào đó Đang Vào create account vậy là xong bây giờ mình đã xong cái phần tạo tài khoản bây giờ mình sẽ đăng nhập vào nhé vào đây ok rồi mình đã đăng nhập vào rồi bỏ qua phần này đi giờ thì các bạn hãy ấn vào sau khi đăng nhập vào các bạn ấn vào phần cloud nhé chọn dv dv lớp lớp mình này Rồi, skip này các bạn hãy create một cái project ấn vào cái phần create pro, cloud project này ví dụ ở đây mình sẽ tạo một cái project là get local key. Đó. Phần này mình chọn smart home, bên dưới là cũng chọn smart home. Data, data Center này. Data Center này thì các bạn chọn đúng cái server mà cái tài khoản Tuya à của các bạn đang sử dụng. Tài khoản để điều khiển ấy. Ví dụ như mình đăng ký ở Việt Nam ấy, theo số điện thoại đầu số là 84 thì nó sẽ là thuộc Data Center là là uh, Western American Data Center. Đấy. Còn nếu mà các bạn sử dụng nhiều cái tài khoản Tuya trong nhà các bạn, nhiều thiết bị mà sử dụng nhiều cái tài khoản Tuya ở các server khác nhau thì các bạn có thể chọn một lúc nhiều cái server cũng được. Ví dụ ở đây mình chọn hết đi. Mình chưa biết mình sử dụng ở cái uh, uh, server nào thì mình cứ đánh dấu hết vào, sau tí nữa mình sẽ tìm hiểu sao Rồi, sau đó mình ấn create. Rồi, ấn uh, Alt auto này thôi auto Zing này gì này rồi ok bây giờ chúng ta nó sau khi tạo tạo xong ấy, nó sẽ tự động vào cái project này đây nó tự vào tự vào đây còn các bạn ấn vào bên ngoài có thể xem đây get local key này thì mình sẽ ấn vào bên trong rồi bây giờ mình sẽ ấn vào cái phần divide kích vào phần divide này rồi chúng ta tìm đến cái tab là link to app account rồi và chúng ta add một cái à, ấn vào cái phần tích add app account thì hiện tại là mình chưa biết server của mình à, Việt Nam cái tài khoản của mình nằm server nào nhé thì các bạn ấn vào đây các bạn sẽ có thấy một cái dòng chữ xanh này này chúng ta ấn vào đây để chúng ta tìm nó sẽ liệt cái danh sách những cái uh, server mà chúng ta đang sử dụng thì ở đây mình sẽ tìm tới ví dụ Việt Nam mình đây cái data center Western American data center này thì nó có cái server Việt Nam ở đây à nó có cái Việt Nam mình ở đây ví dụ mình đăng ký cái tài khoản ở cái tài khoản mà chúng ta điều khiển cái app VR ấy, của cái thiết bị này ấy, ở trên điện thoại hoặc máy tính bảng ấy là các bạn đăng ký là ở server nào thì chúng ta tìm ở đây. Ví dụ là mình Việt Nam thì nó sẽ nằm ở Western American Data chẳng hạn đấy. Bây giờ mình sẽ quay lại đây mà. mình tắt cái này đã, mình chỉnh lại cái phần đây phần phần server đây thì chúng ta sẽ phải chỉnh lại ở đây. Ví dụ mình Việt Nam chẳng hạn. Thì mình phải chỉnh là Western American Data Center. Rồi như thế này nó hoạt động. Sau khi chỉnh đúng server rồi thì các bạn bắt đầu mới ấn vào cái nút Add App Account Rồi ok nó sẽ ra một cái mã vạch như này Bây giờ việc tiếp theo là chúng ta hãy mở điện thoại hoặc máy tính bảng lên Và mở đến cái app Tuya Đấy. Đấy ví dụ như cái app Tuya của mình đây Mình đã đăng nhập vào rồi Và cái tài khoản của mình hiện tại là đang có 3 cái thiết bị Trong đó có một cái thiết bị online đó là chính là cái đèn này Đây mình đang điều khiển cái đèn này đây Đấy các bạn thấy bật lên cái nó sáng và cái app của mình là mình đăng ký là ở Việt Nam. Đó. Thì bây giờ mình sẽ chuyển, mình sẽ quét cái code này, quét cái code này bằng cách nào? Là mình sẽ ấn bên sang cái chữ mi bên này. Đó, nó có một cái phần quét code đây. Ở bên trên này, mình ấn vào cái phần quét code đấy. Mình cho nó quét. Đó. Và mình ấn confirm login. Rồi. Ở trên uh, web thì nó sẽ hiện như này, các bạn cứ ấn ok cho mình rồi ok đấy nó sẽ hiện ra danh sách các cái thiết bị mà trong cái app của mình có hai cái tài khoản này thì nó khác hoàn toàn nhau nhé nó không dùng các bạn có thể lập chung email cũng được mà khác email cũng được nhé không quan trọng gì nhé đấy, đấy các bạn nhìn thấy này nó có ba thiết bị đây của mình đây ví dụ cái đèn này nó chính là đèn light test đây ok bây giờ mình cứ thoát cái này ra đã bây giờ việc tiếp theo là chúng ta sẽ tìm local key của cái công tắc này công tắc này có tên là uh, live test gì đấy ok bây giờ mình sẽ vào nhé phần old device này đi mình ấn kích vào phần old device đó thì các bạn nhìn thấy tới cái cái công tắc này nó tên là live test thì cái device id nó chính là cái phần này đây đấy các bạn nhìn thấy mình đánh dấu đây phần device id các bạn copy cái này đi ấn copy cái này nhá mình copy này và mình sang cái home bridge đây mình điền cái tuy ID vào. Nó chính là cái phần device ID ấy. Rồi, còn tiếp theo là cái local key thì chúng ta sẽ tìm như nào. Các bạn ấn vào dê chuột đến cái cloud này, chứ không ấn dê chuột tới. Sau đó chọn cái API Explorer. Đó, các bạn kích vào đây. Rồi bây giờ các bạn kéo xuống dưới Các bạn click vào cái bên cạnh cái Divide Manager này Đó Click vào cái, cái uh, kiểu như là cái hình tam giác bên cạnh cái Divide Manager này Nó sẽ mở rộng ra Và chúng ta sẽ tìm tới cái Get Divide đi đi theo này đấy các bạn ấn vào đây Get đi Detail đi theo ấn vào đây rồi bên phần bên này bên bên này ở phần string này các bạn paste cái device id vào đây chính là cái device id mình vừa lấy mình coi các bạn paste vào đây sau đó các bạn ấn vào submit request thì bên cái cửa sổ bên phải này nó sẽ loát ra một loạt những cái thông số về cái thiết bị này thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy có phần local key các bạn thấy chưa phần local key đây chính là cái phần ở trong cái dấu ngoặc kép này đó chính là cái phần local key của chúng ta cần tìm bây giờ mình sẽ copy cái local key này nhé đó các bạn copy cái này đấy và các bạn paste vào bên cái cái, cái phần Home read đây phần Tuya Key chính là các bạn điền local key OK bên dưới là phần điền thông tin của nhà sản xuất thì các bạn bắt buộc phải điền vào đây nhé nếu các bạn không điền vào thì trên uh, apple home nó sẽ không hiện cái, cái công tắc này đâu bây giờ mình cứ điền bừa điền cái phần chỗ này các bạn điền bừa cái gì cũng được à, ví dụ như mình điền uh, cabin house rồi ok Model là công tắc Đấy, điền như thế này thôi đó đó là xong khai báo xong cái thiết bị này nhá bây giờ các bạn muốn khai báo thêm các thiết bị khác thì các bạn add ấn vào add device thôi Đấy nếu mà có nhiều thiết bị các bạn thêm mà thôi hoặc là nếu mà chỉ muốn thêm thế này thôi thì chúng ta có thể xếp luôn ở đây cũng được bây giờ mình chỉ khai báo một cái này thôi nhé thì mình sẽ xếp lại rồi ok sau khi xếp xong thì chúng ta phải lại phải restart lại cái home một lần nữa rồi sau khi nó restart lại thì chúng ta sẽ check nó ở bên phần accessory này xem nó đã hiện lên chưa nhé của mình là quá nhiều thiết bị nên là mình sẽ thử bật cái này đèn này lên để xem là có cái công tác là nó sáng đây đây đây. các bạn nhìn thấy chưa? Tuy A, Line này. Ok, vậy là bên phần Home Bridge đã có nhé. Bây giờ mình sẽ test thử bên Home xem nó xuất hiện chưa này. Đây, bên Home của mình. Đây, Tuy A, đây. Có đây rồi. Mình sẽ thử điều khiển đây. Ok rồi nhé. Đó. Thử xem các thông số vừa lấy mình khai báo có đúng này. Đây. Sản xuất, nhà sản xuất là Kevin House này model là công tác này. Đấy. Remember nó chính là cái uh, device ID luôn. Rồi. Thế thôi, tương tự với các thiết bị khác thì các bạn cũng add vào như vậy thôi. Thì uh, vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách add một cái thiết bị Tuya và uh, Và Apple HomeKit rồi mà sử dụng local mạng local luôn nhá, mạng LAN luôn nhá. Có nghĩa là nó sẽ gần như là tối ưu đấy có nghĩa là kể cả không có internet chúng ta vẫn có thể điều khiển được ở trong uh, mạng nhà chúng ta. Thì cái này cái cách này nó cũng không phải là không có những điểm. Cái nhược điểm của nó chính là cái ưu điểm thì mình vừa nói rồi đấy. Nhưng mà còn cái nhược điểm của nó thì nó cũng có những điểm. Đây mình nói qua cái nhược điểm cho các bạn xem là cái nhược điểm của cái này thì nó, nó cái nhược điểm của nó là nó chỉ add được một số loại các cái thiết bị của tuya thôi chứ nó không áp được nhiều như uh, các cái thiết bị như các loại thiết bị như là cái cách mà chúng ta dùng cái tài khoản developer. Đây, cái đây là cái danh sách mà mà cái plugin này nó hỗ trợ. Nhà chúng ta có điều hòa nhiệt độ này, máy, uh, máy, uh, là máy lọc máy không khí hay gì đây. Đấy, nhiều phết đấy, cũng quạt cái thứ cái phần quạt này thì mình phải khai báo khai báo tay thì phải bởi vì mình thấy trong phần setting này nó không thể có đúng rồi có nghĩa là mình chưa nghiên cứu bởi vì trong nhà mình có rất ít thiết bị và tuya của chạy trên nền tảng tuya này đấy khai báo quạt này Gara đây nó chỉ trong cái danh sách này nó chỉ nằm trong danh sách này thì chúng ta mới có thể khai báo được thôi nhé mình cũng hy vọng là trong tương lai họ sẽ mở rộng thêm danh sách những cái 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 thiết bị mà hỗ trợ ở đây thì mình thấy hay nhất đó là cái dimmer này cái dimmer này mà nếu mà của hãng khác thì rất là đắt tiền đấy. Nhưng mà của hãng TuyA này thì nó rất là rẻ. Cái TuyA này, cái nền tảng TuyA này có một cái lợi thế là thiết bị của nó cực kỳ nhiều luôn. Rất nhiều các hãng sản xuất thiết bị họ sử dụng cái nền tảng TuyA này và chính vì vậy nên là giá thành giá thành cũng như mẫu mã của các sản phẩm sử dụng nền tảng TuyA này nó rất là cạnh tranh. Đấy. Thì cái video này của mình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Mình hi vọng cái video này có ích cho các bạn và nào thấy hay, hay thì hãy like và subscribe kênh mình nhé chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo